Đây là công thức của mình ha. Đầu tiên là thức ăn, thứ hai là cái chất kết dính dạng bột, thứ ba là keo bét là chất dẫn dụ, thứ tư là bạc cộng để giúp men tiêu hóa, thứ năm là nước, thứ sáu phần quan trọng nhất là một cái túi ni lông. Bịch này mình đang sử dụng để ship cá ra ngoài tỉnh. Thì việc đầu tiên chúng ta là cần trộn hỗn hợp các dung dịch chất kết dính lại với nhau để chúng nó hòa làm một trước. Chất kết dính nhân bột này mình để rất là ít, các bạn để theo số lượng của nhà cung cấp khuyến cáo hoặc là theo ý của mình cũng được, tại vì phần này rất là nhỏ. Chất kết dính thì nên hòa tan với nước trước để cho nó không có bị khô cứng. Phần keo bét thì mình đổ theo lượng của nhà cung cấp ở trên bao bì hướng dẫn. Cái này là mình đổ theo kinh nghiệm nha. Chai này mình sử dụng mấy tháng rồi mà không thấy nó giảm nhiều. Mình lấy túi ni lông mình lau cái miệng của cái chai. Nếu mà bạn không lau á, là lúc mà mình để nắp lại á, nó sẽ chìm nhem ra ngoài cái chai, nhìn rất là ghê. Bây giờ đổ nước vào để hòa tan hai dung dịch đó lại. Mình đang sử dụng là 4 lần bơm là 80 ml, 8 ml chứ. Một lần bơm như vậy là mình bơm được khoảng 20 ml. Cái này thì tùy theo công thức mỗi người thôi. Các bạn cho nhiều thì đổ thức ăn nhiều, mà cho ít nước thì đổ thức ăn ít. Bắc cộng này để bổ sung cho giúp nó tiêu hóa tốt. Này thấy anh em sử dụng rất là nhiều và mình cũng sử dụng cho cá của mình. Chúng ta đánh hòa tan tất cả các thứ này lại. Việc đánh hòa tan này rất là dễ, chỉ cần vài giây là chúng ta đã hòa tan xong. Việc còn lại là đổ thức ăn vào. Ở đây là mình cho 6 muỗng thức ăn. Cái này là cũng theo công thức của mình đã tính trước, không phải là tính trước nữa mà là theo kinh nghiệm. Tại vì lúc trước là mình cứ 4 lần bơm là mình sẽ cho 6 muỗng thức ăn, thì nó sẽ cô đọng lại thức ăn. Thức ăn cũng không quá bầy nhầy, không quá quánh nước mà cũng không quá khô. Chủ yếu đó là phần thức ăn với phần nước nó phải lúc mà mình trộn lại là không được dư nước quá mà cũng không được khô thức ăn quá, đảm bảo là nó kết dính vừa phải thôi. Cái đoạn này mình tua nhanh để cho đỡ mất thời gian. Khi các bạn trộn mà thấy nhão quá thì mình cho thêm thức ăn vào, còn khi thấy nó khô quá thì các bạn thêm nước vào, miễn sao mà cho nó thành một chất kết dính vừa dẻo vừa dai là ok. Là mình đã trộn xong thì mình sẽ cho show cho các bạn xem một phần thức ăn. Phần thức ăn này là không không dính tay nha. Mình cầm ngắt lên nè, nó vo tròn rất là ok nha. Đó, cứ thế mà cho cá ăn thôi. Cái bọc ni lông này á, ngoài việc mà trộn thức ăn á, nó còn bảo quản rất là tốt. Cột bịch lại như vậy, mình để ở nhiệt độ phòng là để trong 3 ngày là không bị ẩm mốc gì hết. Và chúng ta cũng nên trộn một lần chăng 2 đến 3 ngày thôi, không cần trộn nhiều vì việc trộn này rất là nhanh. 2 3 ngày mình làm một lần vẫn được. Bây giờ mình cho nó đi ăn thôi. Thì có hai cách cho ăn. Cách thứ nhất là các bạn vôi viên tròn và thả vào trong hồ trực tiếp. Trong hồ thì mình đang để sẵn một cái chén để cho cá nó ăn ở trong đó, mình dễ vệ sinh khi cá ăn không hết. Cách thứ hai là mình cũng vo lại nhưng mà mình dán lên thành hồ, nhìn tụi nó rỉa cũng giải trí phết nhờ. Thì tùy cho các bạn cho ăn theo cách nào thôi, cách nào cũng được, tụi nó ăn hết là được. Đừng để thức ăn nhiều quá trong hồ,
Khi tụi nó ăn không hết mà thức ăn còn dư thì sẽ làm đục hộ và dơ hộ, mắc công các bạn lại đi thay nước nữa. Thì việc chọn thức ăn này đã giúp các bạn giảm thời gian chăm sóc cá. Thì một ngày mình cho nó ăn 2 cữ sáng và trưa, chiều thì mình cho ăn bổ sung Artemia. Artemia thì trước dịch mình có mua được một ít và mình đang nuôi cho nó lớn và sinh sản các Artemia con để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho mấy con cá con. Vì cá con nó ăn cái này cũng được nhưng mà nó không tốt bằng Artemia. Nếu có gì thắc mắc các bạn để lại comment để mình phản hồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Gone too far for us to